Rồi chào anh em nha. Dạ không có làm nếp ha. Nay mình sẽ nói về cái chủ đề của những cái con gà Hà Mỹ và Nhập và những con gà Việt. Thì anh em hỏi mình nhiều thì cái quan điểm á, mỗi người á mỗi khác nha. Thì mình chỉ nói chia sẻ cái hai cái quan điểm về con gà Việt với con gà Mỹ cho anh em hiểu thôi. Nhiều cái bình luận, nhiều cái bình luận với nhiều cái ở ngoài nó ai cũng nói ý của người ta hết, ý của ai hết, nhưng mà cái này mình phân tích cho anh em hiểu về cái con gà Việt và con gà Mỹ nó như thế nào nha. Đây bây giờ nói về con gà Việt ha, thì con gà Việt á có con hay con vợ dở đúng chưa, con hay và con vợ. Thì con gà Mỹ cũng con hay và con dở. Thì người nào cũng nói với con gà Việt á, chỉ cần đá một chân không cần nhiều chân thì con gà Việt nó hay như vậy. Và con gà Mỹ á thì người ta nói á, con gà Mỹ mà nó đá gà Việt đá không nhiều chân á thì con gà Mỹ nó đá lẹ lắm đúng chưa. Đó nhậu gà Việt chịu nổi. Thì con nếu mà con gà Mỹ mà đụng con gà Việt á, mà con gà Mỹ nó ăn con gà Việt á, thì không có chuyện gì để nấu hết. Mà con gà Việt mà nó hạ được con gà Mỹ á, thì nó một vấn đề, cái đó là một cái vấn đề quan trọng đó. Anh em nói là con gà Mỹ á, mình phân tích nè, anh em nói con gà Mỹ mẻ mẻ hàm nó dởm mẻ xịn, dòng gà Mỹ huyết, dòng gà Mỹ điểu đúng không? Thua thì sao cũng nói được hết. Ăn thì gà huyết đúng không? Con gà nào nhạy cựa thì anh em nói là con gà Mỹ nó giỏi gà huyết. Con gà Mỹ nào mà nó thưa cựa thì anh em đã nói là con gà đó gà điểu đúng chưa? Phân tích về hai con gà này thôi anh em nhức đầu dữ lắm. Cái con gà Việt á, nhiều con á, con gà Mỹ không có bằng cái con gà Việt ở cái chỗ nào. Em biết không, cái con gà Mỹ nó không bằng cái con gà Việt ở chỗ nào? Chỗ con gà Việt nó rất là tỉnh, nó rất là tỉnh. Thì cái bổn cái con gà Việt á, cũng vậy thôi, bổn giỏi bổn dở, con hay con dở đó. Thì mình nói cái này cho nó công bằng cho hai bên. Cái con gà Mỹ á, thì cũng con hay con dở, rồi cái nước nuôi nữa, rồi cái lên cựa nữa. Thì con gà Việt cũng vậy, cái nước nuôi nữa và cái lên cựa nữa, anh hiểu không? Và đúng cái thời điểm cái người đó cầm con gà đó nó tốt như thế nào, con gà Việt thì nó cái phần trăm của nó cao lắm. Chứ anh em đừng có khi dễ con gà Việt con gà Mỹ, tại người ta cái bị là cái hai con, nếu mà con gà Việt với con gà Mỹ mà đụng với nhau á thì mình nói với anh em nè, cái trường hợp hai con đụng với nhau á thì tại vì cái tâm lý ở trên rồi, ai cũng đã e ngại lại con gà Mỹ nó tốc độ nó vậy 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 đó, con gà Việt mình nó không là không lại. Thật sự không phải anh em, nhiều con gà Việt nó hạ nhiều con gà Nhập dữ lắm á, cho anh em biết nó rất là đỉnh. Rồi nhiều con gà Nhập á nó cũng hạ nhiều con gà Việt nữa, tại đụng mấy con gà đó là con gà không có whip đúng không, anh em nó sẽ nói là như vậy. Này mình công bằng cho hai bên, hai con gà phân tích cho nó ra rõ, hai con gà nó con gà nào đá trạch thì con gà đó sẽ ok hơn nha. Anh em nên nhớ nha, con gà Mỹ á, ai cũng nấu cho anh, rồi cái lúc mà nó thưa cựa gọi anh em nói làm sao hả? Rồi cái lúc con gà Mỹ á, nó thưa cựa gọi anh em nói làm sao? Trời ơi, như mấy xế gì đó mà xế đắt không rồi. Đúng chưa? À, cái anh em chơi gà Việt về gà Mỹ nó dở đó. Cái con gà Mỹ mà giờ nó bươi cái nó ăn, nó bươi nó chạy nó ăn độ cái nó gà đó gà hay. Thì con gà Việt cái cũng vậy, con gà Mỹ vừa cắt lên vừa bay qua nó dạt qua đây cái bông lọt lộm quá tạch đi, cái anh em nó gà mà con gà Việt nó đã tạch đó đúng không? Mình phân tích cho nó ra rõ ràng về cái con gà Mỹ với con gà Việt. Thì người ta chỉ mới lấy cái con gà Mỹ á, người ta lai tạo với con gà Việt
để làm gì? Để người ta đổi cái máu tốc độ và cái độ nhạy cửa của nó tịch, đúng chưa? Phân tích cho nó rõ nha, cho nó tịch. Lấy cốt cái con gà nồi, cái độ bền nó giữ, cái con gà Mỹ á, đầy đầu, nó đầy đầu, cái dòng cái con gà Mỹ á, cái độ nước bền nó không có, nó đá được cái nước đầu, không chừng cái chục bảy lớp chân trở lại, bắt đầu nó sải cánh, nó quỵ bằng hai đầu gấu luôn. Nhưng mà lên bo tốt, nhưng mà lên cái bo đó, cái bo ở dưới đất bươi lên, đá lên là cái bo đó không có xài cửa được. Ở trên đá xuống, bươi xuống thì nó mới khủng. Còn ở dưới chài với xới đất không mà chứ làm gì được cái gì, đúng chưa? Thì từ cái ảnh hưởng từ cái đợt đại đầu đó, người ta mới, thì mình tức tính, người ta mới lấy cái máu dòng đó người ta pha với con người Việt cho nó nhạy cửa chút xíu và cho nó cái nết nó tỉnh hơn, tỉnh lặng hơn. Là tại vì sao? Tại vì ảnh hưởng từ cái đời đầu tiên của con người Mỹ về Việt Nam. Thì anh em nào biết cái học niên đó là anh em biết à. Còn bây giờ nói chung á, mỗi năm cái dòng gà người ta lai tạo nó khác với nhau hết. Người ta thấy con gà Mỹ á, cái dòng nó yếu cái đất đó đó, bắt đầu người ta mới lai tạo với cái dòng khác vô thành một cái dòng gà mới nữa là cái độ bền. Người ta mới lai tạo thành một cái đợt con gà Mỹ nó có cái độ bền. Bộ tai nó khủng. Đầy đầu về á, con gà Mỹ với tai nó không khủng. Anh em nhớ đi. Đầy đầu về những con gà Mỹ về là cánh nó dài luôn. Nó đá cái bo sổ với gà nồi con gà Việt của mình á, là con gà Việt mình nước khuya là con gà Việt mình đá nó không. Đúng không? Thì anh em mình nói với anh em hiểu. Còn từ cái lý do đó như vậy người ta mới hành ra bây giờ nữa hành kiến là cái con gà Mỹ phải đổ với con gà Việt. Đó. Thì đời đầu gì đây với con gà Mỹ nhập gì đây là anh em đâu có mạng, anh em không biết gì về cái mạng con gà Mỹ bên nước ngoài nuôi như thế nào. Ở bên nước ngoài điện thoại về gửi về điện thoại với nhau. Gửi về chứ chưa biết cái Zalo là con mẹ gì luôn nữa. Hồi đó làm có điện thoại và Zalo. Anh em hiểu không? Anh em nói với anh em cái từ đầu tiên anh em mới hiểu được cái gốc của nó là tại sao người ta bị tâm lý vậy con gà Mỹ với con gà Việt, chứ không phải như bây giờ mình nói nha. Hồi đó con gà Mỹ về đây là chưa bao giờ được lại ta được lai tạo ra hành như cái giống gà giờ mà kêu là Mỹ siêu rồi Mỹ Pakistan rồi siêu Mỹ rồi siêu giáp Mỹ giáp gì lắm, làm gì có. Anh em hiểu không? Hồi mười mấy năm 20 năm gì trước làm gì có cái vụ mà dòng gà tùm lum lá vậy. Biết con gà Mỹ mà chứ không biết con gà siêu là con gà gì nữa. Chứ đó mà lai tạo con gà Mỹ siêu Mỹ gì đâu đây. Con gà Peru nữa, Peru Mỹ nữa, làm gì có gà Peru Mỹ. Chỉ có Peru thôi, đầu tiên xuất hiện Việt Nam thì chỉ có con gà đặc biệt con gà Peru chưa có pha cái dòng nào hết. Anh hiểu không? Nên phân tích cho anh em hiểu gì những cái con gà Mỹ và con gà Việt có khác nhau ở chỗ đó. Thì cái con gà Việt hồi xưa á nó ăn cái con gà Mỹ là nhờ như vậy. Tại vì chưa có lai được cái lai tạo ra cái độ bền và chưa có lai tạo được cái độ nó chuẩn thì người ta lai tạo từ năm mới thành cái dòng gà Mỹ nó nhiều lậu nó đá với nhau. Cái lậu đó nó vậy ta pha vô cái hành cái dòng này nó mới ra gà Mỹ canh chặn. Người ta dạt cái trên Mỹ canh chặn và Mỹ tốc độ. Nó có hai loại gà bên gà Mỹ. Thì mình nói cho anh em hiểu cái dòng gà Mỹ người ta chơi dòng gà tốc độ nè. Khác nha, rồi người ta đổ cái dòng gà Mỹ canh chặn là nó khác nữa nha, đúng chưa? Phân tích cho nó rõ đó. Rồi anh em thử đi, rồi người ta mới đổ ra như vậy, người ta pha tới bây giờ thì con gà Mỹ nó là bây giờ anh em chơi bây giờ anh em mới nói ngược lại là con gà Mỹ. Con gà Việt không cần đá nhiều chân phải không, một chân mà con gà Mỹ nó làm con gà Việt tà lưa, đúng không? Đó thì tại sao, tại bây giờ là con gà Mỹ nó đã được lai tạo rất là nhiều dòng gà đó, thì con gà Việt cũng không có thua, con gà Việt người ta cũng lai tạo luôn. Nhưng bây giờ kiếm con gà Việt rặt á thì nó hơi khó chút. Rặt Việt cái giờ hầu như là con gà Việt người ta có pha vô hết rồi, siêu Mỹ nè, rồi Mỹ Việt nè, Thái Mỹ nè, Thái Việt nè, đó thì cũng là gốc của con gà Việt đó. Nhưng mà cái bộ khung xương tai nó và cái lối cái độ bền của nó, cái nếp đá của nó cũng khác hết rồi đó. Giờ sao phân biệt được, giờ anh em chơi con gà Việt cái con gà Mỹ hoài luôn đó. Thì mình nói cho anh em phải có đầu có đuôi, đúng chưa? Mình kể từ nãy giờ là từ đầu tới cái đuôi rõ ràng rồi đó.
mới có bây giờ mới hành kiến ra là con gà Mỹ với con gà Việt nó khác nhau chỗ đó đó. Con gà Mỹ nó đã không hề không bằng con gà Việt, nhưng bây giờ người ta lai tạo con gà Mỹ, nhiều con nó canh chặn nó khó chịu, canh chặn mà vô nó chà nó bơi, đúng chưa? Con gà Việt cũng y chang vậy luôn, gà Việt thì nó canh nó cũng chặn luôn đó, con gà Việt cũng canh chặn, nó khác gì đâu, người ta cũng lai tạo từ từ ra thôi đó. Thì cái dòng gà đụng cái dòng gà nào vip á thì sẽ thua, con gà mà thường sẽ thua thôi. Thì cái con gà vip đó người ta mới nói ừ gà Việt cứ giữ đó, rồi con gà Việt mà đụng với con gà Mỹ giữ á thì lại nói là con gà Mỹ nó giữ hơn đó. Anh em đó, gà mà vô cửa bây giờ mình nói anh em mà đừng có phân biệt cái vụ đó, con nào mà nhạy tịch hơn là ăn thôi, đừng phân biệt con gà Việt gà Mỹ, nó nhức đầu lắm. Anh em cứ phân biệt hoài cái câu nói đó, con gà Mỹ với con gà Việt hoài, con gà Việt không cần lên nhiều chân, một chân một, mà đúng rồi, con gà mà Việt nó một chân thiệt thì con gà Mỹ nó cũng nhiều chân, nhưng mà cựa nhiều con nó cũng để ở nhà, đúng không? Bây giờ dòng gà giờ nó đổi tùm lum, bây giờ phải như hồi xưa đâu anh em, thuốc chích nè, thuốc đấu nè, uống viên nè, thuốc nuôi nè, kết hợp đủ thứ hết trơn. Nó giờ phải như hồi xưa mà anh em nói cái kiểu gà Mỹ đá với con gà Việt kiểu đó đâu. Bây giờ anh em xài thuốc á, người ta cũng xài thuốc, phải như học niên hồi xưa, mà học niên đó là học niên chưa có điện thoại, chưa có công nghệ, chưa có người nào biết thuốc hết. Nhưng mà đầu tiên hồi đó mà những cái người nào bên nước ngoài mà đem thuốc về đây mà chích cho con gà đi đá là cái người đó, cái thời người đó là đỉnh nhất, đỉnh cao của sự nghiệp. Tại sao đỉnh cao sự nghiệp? Tại vì đem về là người ta giấu kỹ lắm, không có người nào biết gì hút chích là như thế nào. Hồi xưa không biết hút chích là cái gì chứ, chỉ biết nuôi ở cho ăn lúa, lúa ngâm làm biết ngũ cốc, đúng không? Không biết ngũ cốc luôn, làm gì biết cái hút nuôi. Người ta chỉ nuôi là dạng hồi đó nuôi dạng là công công cán, người ta bỏ ra nuôi như là quằn này nọ, làm đủ thứ về vô nghệ cắt lông đủ thứ hết, nhưng mà không có độ tải thuốc như bây giờ. Bởi hồi đó con gà mà đem bên Mỹ đem về có vô thuốc này nọ là con gà Việt mình chơi không lại nữa, anh em biết không? Đó, hồi đó những cái con gà Việt gà Mỹ về đây á, toàn là Mỹ cũng là chưa có dòng gà lai tạo, nó về đây đầu tiên. Hồi đó mấy gà Mỹ mà nhập về Việt Nam toàn là chân hộp nhiều. Bộ tai nó không bao giờ khủng, bộ tai mỏng mỏng như xương luôn mà, cái máu Mỹ đó đem về đây người ta mới lai tạo được từ cái dòng gà Mỹ này Mỹ kia, người ta mới lai tạo ra cái bộ xương, đúng không? Mỗi năm mỗi tiến bộ mà anh em cứ phân bì hoài con gà Việt gà Mỹ, nhớ nha, nó phân biệt cho anh em hiểu tại sao cái con gà Mỹ với con gà Việt nó khác nhau, và bây giờ nó cũng khác nhau nữa. Anh em chơi thuốc người ta cũng chơi thuốc, đúng chưa? Và con nào nói chung là nhạy hơn ăn thôi ha. Vậy là nghe anh em, vậy hết, vậy là anh em nghe anh em hiểu là mình vui rồi ha.